Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện là thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc cho rằng, việc chi tiêu ngân sách của Việt Nam nửa đầu năm 2017 rơi vào tình trạng rất căng thẳng vì quá nhiều khoản phải chi, không còn tiền để đầu tư phát triển cho đất nước. Ông phân tích. Hiện nay thì tình hình là chi ngân sách của Việt Nam rất là trầm trọng. Một là chi thường xuyên thì chiếm đến 71% tổng số chi ngân sách, chi trả nợ thì chiếm đến 24,5% tổng chi ngân sách. Như vậy hầu như không còn cái khả năng để mà chi cho đầu tư. Cũng theo vị chuyên gia kinh tế này, thì nguyên nhân dẫn đến khoản chi thường xuyên cao đến vậy là do tình trạng chi tiêu quá lãng phí. Cái tình trạng là chi tiêu một cách lãng phí, hình thức hết sức là phổ biến và cũng chưa được ngăn chặn. Chúng ta đều biết, tức là những các cái khoản chi như là chi để đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài, chi là lễ tân, rồi thì việc chi vào những các cái việc là giao lưu tiếp khách là đã vượt chi rất nhiều. Và Việt Nam thì lại còn chi và hỗ trợ cho rất nhiều các tổ chức, gọi là tổ chức chính trị xã hội. Vì vậy cho nên là những các cái tổ chức này cũng đều được ngân sách chi tiền. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nêu ra một ví dụ mà ông cho là phản cảm. Đó là gần đây, chuyện ông Hữu Thỉnh, người đứng đầu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, đã trình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin hỗ trợ mua xe ô tô cho ông này. Ông giải thích là với chức danh của ông phải được hưởng chế độ xe như bộ trưởng, nhưng 10 năm nay ông phải đi mượn xe và xe đó đã quá cũ. Ông Thỉnh giải bày rằng đối với người đứng đầu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thì không thể đi chiếc xe đi mượn rách nát như vậy. Một chuyên gia kinh tế khác là tiến sĩ Ngô Chí Long nhận xét rằng ngoài mức chi thường xuyên quá cao, Việt Nam còn đang phải đối mặt với một khó khăn nữa là việc trả nợ. Và cái quan trọng nữa trong cái thu đấy thì chỉ để chi thường xuyên thì chiếm vào khoảng 70%, mà phần lớn còn lại là để trả nợ, cho nên chi đầu tư thì rất là thấp, cho nên trả nợ cũng là một trong những nguyên nhân mà làm cho cái bội chi nó tăng. Tính đến cuối năm ngoái, mức nợ công của Việt Nam đã là 63,6% GDP. Tuy nhiên, đầu năm nay, Bộ Tài chính dự báo là năm 2017 đến 2018, mức nợ công sẽ không dừng lại mà sẽ tăng lên đến ngưỡng 65% GDP. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết đây mới chỉ là con số mà Bộ Tài chính thừa nhận là nợ của chính phủ và nợ do chính phủ bảo lãnh. Ông phân tích rằng, theo thông lệ quốc tế thì các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước đáng lẽ ra cũng phải được tính vào khoản nợ ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm. Nếu tính theo cách này thì con số nợ công của Việt Nam có thể lên đến 210% GDP như tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên vụ trưởng vụ tài khoản quốc gia của Tổ chức Thống kê Liên Hợp Quốc đã công bố trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Trước tình hình đó, Việt Nam cũng thường xuyên đề ra các giải pháp là phải giảm chi thường xuyên. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội đã thông qua mục tiêu là giảm bội chi ngân sách xuống chỉ còn 3,5% vào năm 2020. Đầu năm nay, tại hội nghị tổng kết của ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng chi thường xuyên liên tục tăng lên thì phải hãm phanh lại dứt khoát, chứ không phải dự toán rồi cứ chi. Giải thích lý do bội chi ngân sách xảy ra triền miên nhiều năm dòng mà chưa có những biện pháp hữu hiệu để giảm bớt tình trạng này, tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng các biện pháp đã được đưa ra nhưng không phải một sớm một chiều đã mang lại kết quả. Là vì năng suất chất lượng hiệu quả của đầu tư nó kém, tham nhũng vẫn còn phổ biến. Đấy là một trong những nguyên nhân. Mà biết thế đó rồi thì không phải giải quyết một sớm một chiều, một ngày một ngày hai được, mà nó cả là một quá trình. Mặc dù đã sửa đổi rất nhiều những cái cơ chế quản lý của nó, cái thể chế của nó, ví dụ như là nâng cao hiệu quả đầu tư công, hay là ví dụ như là tăng cường cái kỷ luật tài chính trong cái chi tiêu ngân sách. Thời gian gần đây, người dân bày tỏ bức xúc về những vụ việc được cho là lãng phí ngân sách nhà nước. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam chi hàng chục tỷ đồng làm kỷ niệm chương tặng người lao động giữa lúc ngành than phải đối mặt với thực trạng giảm sản lượng, việc làm và thu nhập bị sụt giảm. Tại Hải Phòng, người dân lên án việc chi 200 tỷ đồng để xây công trình nhạc nước rồi bỏ không và cuối cùng là phải phá dỡ đi. Đó là còn chưa kể nhiều tượng đài trị giá hàng ngàn tỷ đồng được xây dựng, trong khi cuộc sống của vô số người dân còn nghèo đói, nhiều trẻ em không được đến trường.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh lại cho rằng nguyên nhân chính làm cho vấn đề chưa được giải quyết là do việc thực thi và tôn trọng pháp luật chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Hầu như là mỗi một cấp thì đều tìm cách là chèo chống, đều tìm cách là chi rồi thì có khoản thu, mà trong đó có những khoản thu chi thì lại không báo cáo, không nằm trong sổ sách. Vị nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng này cũng đề xuất rằng Việt Nam cần thực hiện nghiêm việc chi tiêu tiết kiệm, truy cứu trách nhiệm của những người lãng phí ngân sách và cắt giảm số lượng các hội và tổ chức do ngân sách nhà nước bảo trợ.